Nhìn hấp dẫn quá. Tất nhiên là buổi chiều mới ăn đấy, nhưng mà 50 ngàn. Ngon ăn không cưỡng lại được nên là phải ăn trước. Chụp cái đã. Hả? Anh nhìn tươi quá chị nhỉ? Hả? Nhìn tươi quá ha. Tươi lắm, còn tươi không à? Sao vậy? Mẹ ốc, móng tay à? Tay. Sao vậy? Mẹ sò lông. Lông. Sò lông một đĩa 20. Anh làm 20 á. Này, rêu. Ốc cà na. Ốc cà na. Này bọc. Đâu? Bọc. 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 Đây. Đâu cái gì vậy? Cho nó ăn gì à? Ông ơi. Mặt trăng. Đây là ốc nhỏ. Đây là muối. Sao ốc bươu. Lạnh lạnh hả không?